các bạn sẽ phải qua cái chương 2 nha. Chương 2 thì mình sẽ giới thiệu bên phía bên phải của mình. Thì cái mình có đánh dấu như chỗ này nha các bạn. Thì cái này thì có nghĩa là xóa layer này. Đấy. Cái này là xóa layer, giả sử như cái này, hoặc là các bạn chọn vào này, các bạn nhấn delete thì nó cũng xóa thôi. Rồi cái này là tạo layer nha. Rồi cái này là tạo layer hay là tạo group này các bạn. Group. Đấy, các bạn có thể gom những thằng này vào một group nếu như các bạn muốn. Đấy, để các bạn dễ quản lý thôi. Đây, mình sẽ gom tất cả những thằng này vào một group. Để các bạn có thể dễ quản lý và mình có thể đặt tên cho nó. Đấy, group ABCD gì đấy thì mình có thể tự đặt tên cho nó. Rồi, cái thứ tư sẽ là Adjustment Layer. Thì trong này thì có lẽ thì mình sẽ hướng dẫn qua bên này nó sẽ ok hơn. Đây, thì nó có phân ra nha các bạn. Đây, nó sẽ phân ra như các bạn thấy này, nó có phân ra 1, 2, 3, 4, nó có phân ra 4 khu. Thì không phải là ngẫu nhiên nó phân ra đâu. Thì cái đầu tiên sẽ là những cái màu đơn sắc hoặc là những đổ những cái màu cơ bản thôi. Rồi đây, giả sử như mình muốn đổ một cái màu đỏ đi. Đấy thì mình sẽ chọn cái này, mình đổ một cái màu đỏ. Hoặc là mình nhấn clip image này các bạn thì nó sẽ fill vào cái thằng này thôi. Đấy, hoặc là đổ màu gradient. Gradient như nãy mình đã hướng dẫn đấy. Đây. Đấy thì nó cũng sẽ đổ một cái màu gradient. Rồi cũng như là đổ pattern. Pattern là những cái hoa văn này các bạn. Các bạn tùy và các bạn chọn cái hoa văn gì thôi. Xí. Chất liệu sẽ là cái gì? Nó cũng giống như đổ solid cũng như là đổ gradient thôi, nhưng thay vì đây là nó sẽ đổ cái hoa văn. Rồi, tiếp theo sẽ là brand contrast. Thì cái cụm này sẽ nó sẽ có chức năng sẽ là nó tăng độ contrast cũng như là nó tăng độ sáng tối mức. Đây giả sử mình sẽ làm một cái nha, mình chọn level đi. Đấy, nó sẽ làm cho cái hình của mình đậm hơn này, cũng như là sáng tối thôi, chứ nó không có chức năng đổi màu. Còn cái thằng dưới này thì nó lại có chức năng đổi màu, như ví dụ như làm tươi màu này. Rồi cái này là thay đổi màu này, giả sử như mình chọn cái này nha. Đấy các bạn thấy không? Nó sẽ làm đổi màu. Rồi, còn cái thằng này là color balance thì nó sẽ cân bằng màu sắc lại với nhau. Đấy. Ví dụ như các bạn muốn nguyên cái hình của các bạn nó sẽ ám xanh thì mình sẽ di chuyển xanh này. Đấy, mid tone cũng như là shadow thì mình cứ kéo cái màu xanh qua hết đi. Đấy, thì cái hình của bạn nó sẽ bị ám xanh, cũng như tương tự bạn muốn cái hình của bạn ám đỏ thì bạn kéo qua. Đó gọi là nó cân bằng màu. Rồi. Cũng như là black and white, cái hình sẽ là trắng và đen. Rồi photo filter thì các bạn nhìn cái từ filter các bạn cũng biết là thì Photoshop nó sẽ tự cho các bạn một cái số cái filter này. Đấy, các bạn thấy không? Nó sẽ tự chỉnh. Rồi. Channel mixer. Cái này thì cũng dạng là filter thôi các bạn. Đấy. Cái này cũng dạng filter thôi. Nhưng mà nó khác, cái ở trên là chúng ta có thể tự custom được. Rồi. Mấy cái này thì nó không cần dùng nhiều nhiều lắm. Color lookup thì cái này cũng dạng là filter. Ba cái này là dạng filter. Color lookup này. Rồi. Thì trong cái này thì mình cũng xin nói là luôn thì chỉ trong cái này thì chỉ có hai cái thằng này là sử dụng nhiều nhất trong build đi. Cái này thì bốn cái này thì ba cái này thì hay sử dụng, còn lại dưới này thì 1 2 3 4. Bốn cái này là được dễ nhiều sử dụng nhất, còn ba cái filter này thì mình hay sử dụng cái ở dưới này nhất. Rồi, còn ở dưới sẽ là âm bản nha các bạn. Âm bản rồi, đấy, như thế này là giống như mình đi chụp X-quang vậy đó các bạn. Rồi. Đây. Rồi. Đấy các bạn có thể tự test nha. Rồi, cái này gì cảm giác như mình sẽ có thể biến và hình hoạt hình được này. Đấy, mình về âm bản. Còn cái này cũng giống như cái trên nhưng mà nó sẽ là về trắng đen. Nha.
Nó sẽ về chữ đen. Đây là Selective Color. Mấy cái này trong cái này thì mình thấy cái chỉ có cái thằng này là nó được sử dụng nhiều nhất, tại vì cái chức năng của thằng này là nó khác với cái thằng Hair Solution chỗ này này. Thì thay vì Hair Solution, giả sử các bạn nghĩ này, các bạn muốn đổi cái màu vàng này sang một cái màu đỏ đi, hoặc là chúng ta muốn biến đổi cái màu xanh này đi, giả sử như chúng ta biến đổi màu xanh, nhưng nếu chúng ta biến đổi màu xanh thì tất cả mọi thứ cũng sẽ đều thay đổi. Các bạn thấy không? Nhưng Selective Color nó hay ở cái chỗ là nếu bạn muốn đổi màu xanh đúng không? Thì bạn sẽ chỉ cần chọn chỗ này màu xanh thôi. Đấy, các bạn có thể đổi một mình nó thôi. Còn lại những cái màu khác nó sẽ không có bị thay đổi. Đấy, đấy là sự khác biệt giữa Hair Solution và Selective Color. Đấy, chỉ có cái thằng này là nó hay được sử dụng thôi nha. Rồi. Tiếp theo. Tiếp theo sẽ là layer mask. Layer mask, layer mask giả sử như thế này. Layer mask thì cái chức năng của nó là cũng giống như là xóa thôi, nhưng thay vì các bạn hình dung này, mình sẽ tạo một cái như sau. Đây mình tạo một cái layer mask này. Thay vì chúng ta xóa thì chúng ta sẽ không có khôi phục được. Nhưng nếu chúng ta sử dụng layer mask thì chúng ta có thể khôi phục được. Giả sử như mình muốn có một cái brush vintage như thế này. Đây, mình nhấn vào này, mình sẽ bật cái màu đen cho các bạn dễ thấy nha. Đấy, mình nhấn ngay. Đấy, thì các bạn tưởng là nó đã xóa rồi đúng không? Đấy, các bạn thấy không? Nó đục lỗ luôn nha các bạn. Thì các bạn tưởng là xóa rồi nhưng không. Chúng ta muốn khôi phục lại thì chúng ta chỉ cần đổi brush đen sang brush trắng. Đấy. Đây, các bạn đổi từ brush đen sang brush trắng thì nó sẽ khôi phục lại cho các bạn. Nhằm mục đích giống như là chúng ta xóa mà chúng ta không tự tin đấy, hoặc là chúng ta xóa để chúng ta như các bạn để ý này, như ví dụ giả sử như mình làm những cái thao tác như thế này nhưng mà lỡ may nó xảy ra những cái lỗ như thế này thì sao, thì nếu mà chúng ta dùng phím E chúng ta xóa thẳng luôn thì chúng ta đâu có thể nào khôi phục được. Thay vì vậy thì chúng ta sẽ đổi sang cả trắng, chúng ta có thể khôi phục lại được, tại vì cái thao tác này chúng ta đâu bao giờ tự tin là chúng ta có thể nhấn một lần những cái lỗ nhỏ như thế này chúng ta vừa ý đâu, nên chúng ta sẽ phải sử dụng layer mask. Đấy, đen dùng để đục lỗ và trắng để khôi phục lại nha. Rồi tiếp theo sẽ là phút 6, sẽ là layer style. Rồi layer style để các bạn dễ hiểu nhất thì mình sẽ gõ một cái chữ đi, một cái chữ A B C D E. Mình sẽ chọn một cái font nó hơi to một chút cho các bạn dễ nhìn. Rồi mình sẽ chọn một cái background khác màu một chút. Rồi thì mình sẽ chọn layer style này, blending option. Thì các bạn cùng đi với mình sẽ xem như thế nào nha. Rồi cái đầu tiên này, blending option thì cái công cụ này thì nó cái này thì nó sẽ xuất hiện trong clone nhiều hơn. Đây mình sẽ giả sử một cái bức hình cho các bạn xem và cái công cụ này luôn. Giả sử như sao chép hình ảnh đi, sao chép hình ảnh. Rồi giả sử như mình nhấn blending option với cái layer này nha. Blending option, cái đầu tiên giả sử cái layer bên dưới của chúng ta là một cái chữ màu đen đúng không? Thì giả sử như chúng ta muốn cái chữ xuất hiện lên này thì chúng ta sẽ nhấn là under layer đúng không? Thì tại vì cái chữ này đang là layer bên dưới mà, thì chúng ta có thể kéo cái thằng này lên đi. Đấy các bạn thấy không? Là cái thằng này nó lên. Đấy, tương tự như chúng ta muốn kéo một nửa cục thì nó sẽ lên theo kiểu mờ 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 dần dần. Còn nếu mà chúng ta kéo luôn một cục đó, thì nó sẽ mờ rất là đậm luôn. Thì để mà kéo được nửa cục đó, thì chúng ta kết hợp phím Alt nha. Cái là phím Alt chúng ta kéo nửa cục dần 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 thôi các bạn, thì các bạn có thể canh được đó. Đấy, tương tự blending option cho cái layer ở dưới này, ở dưới nha, thì mình chọn blending option đi. Thì giả sử như ở trên sẽ là có màu trắng nhiều đúng không, mình muốn màu trắng xuất hiện thì mình sẽ nhấn là Z layer. Cái này Z layer là mình sẽ hạ cái thằng này xuống. Rồi Z layer nha, blending option. Z layer là cái layer hiện tại nha. Rồi mình sẽ muốn cái màu đen của nó mất đi. Đấy,
Mình muốn cái màu đen của nó mất đi dần dần và cái màu trắng bên dưới nó sẽ tự động nó hiện lên này. Đấy. Tại vì bản chất của hình này nó không có màu trắng nên đâm ra mình sẽ kéo màu trắng bên này qua nó bị dư thừa. Các bạn hiểu không? Nên đâm ra cái bản chất của cái hình hiện tại này, current layer này, nó chỉ là màu đen thôi. Thì mình sẽ kéo cái màu đen này qua thôi. Đó. Thì nó sẽ để lộ đi những cái hình bên dưới nó sẽ xuất hiện lên. Tại vì chúng ta kéo nửa cục này lên này. Đấy. Thì có nghĩa là màu đen nó sẽ mất đi dần dần. Rồi. Rồi tương tự như cái này. Nếu mà chúng ta chỉnh normal đi. Đấy. Cái này thì các bạn có thể tự test nè. Nó giống nó làm cho cái chữ của mình trở nên 3D hơn, nó có cái chiều sâu á. Rồi chót này. Chót thì mình có thể tạo thêm nhiều chót nữa, ví dụ như là màu đỏ này. Mình có thể tăng chót inside hoặc là outside vẫn được nha. Rồi, ví dụ như inner shadow thì mình giả sử như mình sẽ giảm bớt chót để cho các bạn dễ thấy hơn nha. Rồi, giả sử như mình sẽ chọn Multiply, mình chọn Normal đi. Mình sẽ có một cái màu như thế này. Đây. Các bạn thấy không? Inner mà. Inner Shadow là bóng ở bên trong. Rồi, Color Overlay. Là nghĩa là mình fill màu cho nó đó. Đấy. Ở bên ngoài màu gì không quan trọng. Vô đây thì mình chọn màu gì thì nó sẽ là màu đó. Cái này cũng không quan trọng nha. Button. Thay vì cái này là mình đổ màu solid, còn cái này thì mình bạn các bạn thấy là button thì mình không phải là đổ màu solid mà mình sẽ là mình đổ cái hoa văn. Đây, mình đổ cái hoa văn bên trong của nó này. Rồi, outer ground. Đây, mình sẽ tăng cho các bạn xem nha. Đây, ground là bên ngoài mà sẽ nó sẽ tăng cái thay nó cũng dạng như là brush nhưng mà nó có cái độ mờ nha các bạn. Đây, các bạn thấy không? Nó có cái độ mờ. Giống như phát quang đèn led vậy đó. Rồi drop shadow là cái bóng bên dưới, mình sẽ chọn màu đỏ này. Rồi mình kéo distance ra nha cho nó xe ra một chút. Đấy. Thì cái này có thể các bạn biết mà nói sơ sơ như thế này, các bạn rảnh thì các bạn có thể vào và mình thay đổi những cái thông số này thì nó sẽ ra những cái chất khác nhau. Đấy, cái này mình nên vào thực tiễn luôn. Mình tự vào và mình tự test thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Rồi Blending Mode này, chế độ hòa trộn. Thì nó đây, đó là cái chế độ này. Mình sẽ giả sử như thế này nha. Mình sẽ thêm một cái hình như thế này. Nằm ở dưới này đi. Rồi, mình sẽ giả sử đổ một cái màu solid color cho nó, một cái màu đỏ đi. Mình sẽ clip in mode nó đây. Rồi các bạn sẽ cái điều đầu tiên này, normal. Normal thì mà rõ ràng là cái này màu đỏ thì nó sẽ mãi là màu đỏ thôi. Còn nếu mà các bạn chọn distance đây này. Đấy, cái này cũng sẽ không khác biệt lắm tại vì nó cũng sẽ phân biệt này. Đấy, cái này thì nó sẽ có những cái chấm thôi, nhưng mà hiện như giả sử như cái này này các bạn. Nó sẽ không có khác biệt gì lắm đâu. Tại vì normal thì nó sẽ này, cái hình của bạn nó sẽ có nhiều cái chấm hơn thôi. Rồi. Rồi, chế độ khác này, ví dụ như cái cụm này thì nó chủ yếu là nó làm cho hình nó sẽ là nó tối hơn, darken mode mà. Đấy, nó sẽ làm cho cái hình ở trên đè xuống cái hình ở dưới. Hình ở trên đè xuống hình dưới này, các bạn thấy normal, normal thì nó sẽ không hiển thị cái gì luôn. Nhưng nếu darken này, bắt đầu nó sẽ là tối này. Và ngược với nó sẽ là sáng hơn ở là cái phần bên dưới này. Bên dưới sẽ là sáng hơn. Đấy, các bạn thấy không? Là những cái blending mode ở đây này, nó phục vụ cho cái việc hòa trộn giữa màu đỏ xuống cái hình bên dưới. Nhưng nó sẽ làm sáng hơn. Thì trên này nó sẽ làm cho cái hình của bạn tối hơn. Rồi. Tương tự là ở chế độ đây. Chế độ hòa trộn này. Đây, chế độ hòa trộn này, saturation này. Đấy. Thì cái hình của các bạn thì nó cũng tựa tựa như lighting nhưng mà nó mix. Đây, cái này thì các bạn có thể tự cảm nhận của riêng mình thôi thì nó sẽ mix hai cái lại với nhau. Đấy.
cái này thì nhìn có lẽ nó real không? Rồi, tương tự ở dưới là subtraction. Subtraction mod. Đây, nó sẽ giống như là kiểu những cái màu tương phản, giống như là những cái màu này nè các bạn. Giống như mình đi chụp X quang vậy đó. Đấy, gọi là những cái màu âm bản đi, nó sẽ làm cho cái màu của bạn chuyển âm bản đi. Và cái màu sắc của mình cũng sẽ khó lường được là khi mà mình connect màu đỏ với màu này nó sẽ ra cái màu gì, thì mình cũng sẽ khó lường đi. Tại vì bản chất những cái màu âm bản mình sẽ không biết được nó sẽ ra những cái màu gì. Đấy. Thì các bạn, nếu các bạn nhìn cái này thì các bạn có thể chọn theo từng cái và mình xem theo tùy con mắt của mình thôi, thì mình thích cái nào thì mình có thể ngưng lại ở vị trí đó. Rồi, cái này sẽ là color mode, thì cái này giống như solid thôi. Đấy, ví dụ như màu đỏ. Đấy, thì nó sẽ ám đỏ này. Đấy, nó sẽ ám đỏ. Đẹp mà. Đây là chế độ hồ trộn thôi nha các bạn. Thì cái này thì các bạn trong một cái quá trình, ví dụ như các bạn làm một cái build đi, thì các bạn muốn cái hình của các bạn nó ám đỏ hay là nó có một cái chế độ hồ trộn gì đó, các bạn muốn pha đỏ. Nhưng mà các bạn muốn pha đỏ đậm hay là các bạn muốn pha đỏ lợt hay là các bạn muốn một chế độ âm bản như thế nào đó, thì các bạn có thể test ở chỗ này. Đấy, các bạn có thể test từng cái như thế này. Rồi các bạn xem thử là cái filter nào mà các bạn có vẻ thích, thì các bạn có thể chọn ở chỗ này. Chứ không nhất thiết là chúng ta phải cứ phải đi theo những cái định nghĩa như thế này. Rồi, filter. Tiếp theo sẽ là filter nha các bạn. Filter thì cái này thì đa số thì giả sử như thế này nha. Mình chọn filter này. Mình đi vào cái đầu tiên đi. Thì cái này thì các bạn chắc cũng phải tự test thôi. Tại vì trên này thì filter mà. Filter thì các bạn có thể giống như trên Insta rồi đấy. Các bạn hãy cứ chọn từng cái. Rồi các bạn chọn từng cái và các bạn có thể edit như thế này nè. Đấy, như cái dụ như các bạn có thể dùng những cái filter này dùng để biến đổi sang hoạt hình. Đấy, thì các bạn có thể chỉnh những cái công cụ như thế này này. Nó có rất là nhiều những cái filter như thế này, như đây là tranh sơn dầu này. Đấy, các bạn có thể test nha. Tại vì nó chỉ là filter thôi. Trong Photoshop thì dùng cái này thì cũng tương đối được thôi, chứ cũng không có sử dụng cái này quá nhiều. Rồi liquid thì thì nó có chức năng là cái size và cái độ sức mạnh của nó này. Thì các bạn có thể kiểu nó đây, các bạn có thể làm gì với nó này. Mấy cái này thì trong full build mình nó cũng không có cần lắm. Rồi giống như là các bạn làm noi là như này là add noi, thì cái hình của các bạn nó sẽ có những cái như thế này. Đấy, cái này thì thường hay dùng trong những cái thiết kế vintage, những cái thiết kế retro á, thì nó cần những cái này. Sharpen dùng để tăng nét này, cái này dùng để tăng nét cũng như là giảm là ví dụ như cái hình này. Thì mình sẽ zoom ra nha, các bạn có thể thấy rõ này. Thì cái này thì đây, nó cũng sẽ giúp cho các bạn thấy này. Ví dụ như Blur Tray. Cái này nó sẽ giúp cho các bạn giảm đi cái độ noise cũng như là tăng cái độ nét lên. Đấy, tùy vào cái mà các bạn có thể chọn chỗ này. Cũng như đây, filter đây. Sharpen mà, nó tên là sharpen này. Đây, cái option đầu tiên có nghĩa là cái gì? Sharp này mình giảm đi cái noise bên trong đó của nó. Tăng nét này, rồi tăng nét ở những cái góc này. Hay cả tăng nét hơn. Đấy, thì các bạn có thể vào này thì các bạn test. Ví dụ như cái hình của các bạn nó còn thiếu một, nó cảm giác như nó cần tăng một chút nét nữa, thì các bạn có thể dùng những cái option này để các bạn tăng cái option nét lên cho nó.
Đấy, thì khi mà các bạn chọn cái option này, đấy, thì Photoshop nó sẽ tự động tăng cho các bạn lên một bậc. Như mình nói thì cái này thì chúng ta cần zoom lên thì chúng ta mới thấy được cái sự khác biệt của nó. Chứ bạn chắc cái này nó chỉ hỗ trợ tăng lên một chút thôi. Ví dụ như hình của các bạn 95 thì nó tăng lên cho các bạn cùng lắm 5% nữa thôi, chứ nó không có phải là nó kết hợp AI và nó sẽ giúp cho cái hình của các bạn tăng lên quá nét được đâu. Cũng như là ví dụ như mình giảm cái độ noise đi của nó này, ví dụ như hình của các bạn chỗ này nó có một nhiều cái tông màu nó không có nên đáng kể và nó làm cho cái hình của các bạn mờ đi á, thì các bạn dùng cái này thì các bạn yên tâm nha. Photoshop nó luôn luôn có một cái bảng ngay chỗ này đấy, các bạn thấy rõ không đấy, nó vừa hiện rực lên này thì các bạn có thể canh chỉnh khác nhau để cho cái hình của các bạn có thể nét cũng như là mờ những cái yếu tố mà các bạn mong muốn. Tại vì cái này là một cái bản review mà các bạn có thể xem trước bằng cách là các bạn chỉnh như thế nào trên đây thì dưới này nó sẽ review cho các bạn xem, thì các bạn nhấn ok thôi. Rồi chỗ này sẽ là ví dụ như render đi, render sẽ cloud đi, cloud thì nó sẽ thêm những cái cloud cho các bạn này. Thì trong khi mà nó thêm cloud này thì các bạn có thể chọn những cái chế độ hồ trộn như này này, mà rõ ràng những cái này thì nó không có quan trọng đâu nha, cái này không có quan trọng trong build đi, chẳng qua mình giới thiệu, chẳng qua nó có một chút filter để cho các bạn dùng khi mà các bạn ra một cái hình nào đó mà các bạn cần một cái chất liệu nào đó thì các bạn lên này. Ví dụ như như cái này thì biến thành một hình này, thì còn cái này có thể là author blur nữa nè các bạn, blur nữa. Rồi giả sử blur đi, blur thì cái này nó tự fill cho mình là mình không cảm giác được, thì mình chọn cái blur dưới này này. Ví dụ như mình blur dưới này này, đấy các bạn tăng cái này này, đấy thì cái hình của các bạn sẽ thấy dễ hơn nha. Đấy, style. Mình cũng hay dùng cái OOP này nè các bạn, thì nó sẽ làm cho cái bức cái Photoshop cái hình của mình đó nó sẽ có cái chất liệu dầu. Giả sử như vậy nè, đấy kiểu như thế này nè các bạn. Nhưng mà do cái cấu hình đợt này mình quay video cho các bạn nó hơi kém ấy, nên đâm ra là mình không có cạc đồ họ, thì đâm ra nó sẽ tắt đi vài cái tính năng mà cần đồ họ cao ấy, thì nó sẽ tắt đi, nó sẽ không cho mình dùng. Đấy, nếu bạn đồ họ, bạn có cạc đồ họ rồi đấy, thì bạn có thể sử dụng những cái này, nó cũng sẽ giúp cho các bạn nó có những cái này. Thì tóm gọn là thì các bạn thấy không, ví dụ như các bạn có thể chèn một cái hình của bạn vào và các bạn sử dụng filter thì nó sẽ ra những cái chất như thế này. Thì về filter thì các bạn có thể bỏ thời gian ra và các bạn có thể test ở những cái chỗ này. Bản chất thì những cái này nó cũng sẽ không sử dụng nhiều trong BOD, nó chỉ là những cái hiệu ứng thôi. Rồi, và đây sẽ là những cái phím text mà mình nghĩ là các bạn rất là cần trong vấn đề mà làm BOD này. Đây, ví dụ như Ctrl E thì mình gộp layer này. Giả sử như mình sẽ gộp những thằng này lại với nhau nha. Đấy, các bạn xem này, gộp bàn này lại với nhau, mình ship tụi nó lại, mình nhấn Ctrl E thì tụi nó sẽ gộp lại với nhau. Rồi chuyển sang hệ màu CMYK thì giả sử mình nhấn Ctrl Y này. Đấy, các bạn thấy không, nó có chữ CMYK thì cái này dùng để đi in ấn nha. Ctrl B là để in, Ctrl S là lưu. Rồi, Ctrl J, Ctrl D nữa đây. Cái này cũng hay dùng này các bạn, rất là hay dùng luôn. Giả sử như mình chọn một cái vùng chọn như thế này, bỏ vùng chọn thì mình nhấn Ctrl D, nó sẽ không mất đi vùng chọn. Hoặc là đôi khi mình đi bên một cái hình như thế này và mình muốn cái này trở thành một vùng chọn thì mình nhấn Ctrl Enter,
Đấy. Rồi, Alt Ctrl Shift E gộp tất cả các layer đang hiển thị thành một layer. Đây, giả sử như thế này nha. Mình nhấn vô chỗ này, mình Alt Ctrl Shift E, các bạn sẽ thấy này, nó sẽ ra một cái hình mới. Đấy, và cái hình này chứa đi tất cả những cái layer nó đang hiển thị này. Rồi. Alt cộng di chuyển chuột bằng chuột thì Sira sẽ copy đối tượng đó thành một layer mới. Thì đây nha các bạn, giả sử như cái hình này mình nhấn Alt nha và mình di chuyển chuột này, đấy thì nó sẽ ra một cái bảng mới đấy, thấy không? Đó là vô tình chúng ta copy ra luôn. Rồi giảm size của brush, tăng size của brush, thì giả sử như các bạn nhìn này, thay vì chúng ta đang có một cái như thế này, chúng ta muốn tăng size thì chúng ta cứ phải nhấn vào vô chỗ này, chúng ta tăng cũng như là giảm, thì cái như thế này nó sẽ rất là chậm chạp đấy. Thì thay vì vậy thì chúng ta dùng những cái phím này này, đấy, lên này, lên xuống đấy, lên xuống. Thì các bạn lưu ý nè, khi mà dùng cái này các bạn không được dùng UNIKY nha. Nếu mà các bạn bật UNIKY á, thì nó sẽ thành một cái lệnh xóa. Như giả sử như thế này mình bật UNIKY nha, giả sử mình bật UNIKY đấy, mình vừa nhắn là nó xóa luôn cái ảnh đó rồi. Nên sử dụng cái phương pháp này thì mình không nên bật UNIKY. Rồi đây cũng là phần 2 mà mình giới thiệu cho các bạn những cái phím tắt cần thiết trong BOD. Thì những video tới thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái hình cơ bản cho đến phức tạp trong cái vấn đề mà chúng ta tìm hiểu về cái ngành BOD này.